Hiện nay chúng tôi đang ở khu vực của huyện Tịnh Biên. Quý vị thấy đó, đây là một ngôi chùa Khmer. Quý vị có biết không? Ở tỉnh An Giang có gần 70 ngôi chùa của người Khmer, trong đó tập trung chủ yếu ở hai huyện biên giới, đó là Tịnh Biên và Chi Tôn. Huyện Tịnh Biên là một trong hai huyện miền núi của tỉnh An Giang, nằm về phía tây bắc của tỉnh. Phía bắc và tây bắc giáp huyện Krì Vông tỉnh Tà Keo, Campuchia. Phía nam và tây nam giáp huyện Chi Tôn, phía đông thì giáp thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú. Huyện Tịnh Biên có dân số người Khmer tương đối lớn, tập trung nhiều ở những xã An Cư, Tân Lợi, An Hảo, Văn Giáo, Vĩnh Trung. Huyện Tịnh Biên có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia dài gần 20 km. Người nên tham quan của rừng tràm Trà Sư. Rừng tràm Trà Sư cách Châu Đốc khoảng 30 km và cách khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia chỉ khoảng 10 km, thuộc về thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tại đây chúng ta sẽ mua vé và được những chiếc tắc rán đưa vào tham quan khu rừng tràm. Đến với rừng tràm Trà Sư là đến với thế giới của màu nước xanh lá bèo, của lá cây lọt giữa khoảng trời trong xanh hùng vĩ. Đi thuyền len lỏi vào Trà Sư, đám lục bình trôi dạt ra hai bên rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Quanh bạn giờ đây chỉ còn lại là những âm thanh của thiên nhiên. Trong không gian này, cùng với những âm thanh hoang dã, chắc chắn sẽ làm cho chúng ta tưởng chừng như mình đang đi lạc vào xứ sở thần tiên nào đó. Về miền Tây sông nước, đến vùng đất An Giang mà không đi tham quan rừng tràm Trà Sư quả là một thiếu sót. Nó bảo hiểm mới ghê. Thôi phải nóng quá, quên gửi cái bảo hiểm trên xe, cầm nó bỏ lăn bỏ lóc. Đây là đích đến cuối cùng, hết tiền, quay lại.
hồi nãy quên gửi bảo hiểm, quên đó gửi nón bảo hiểm nên ra phải đổi luôn. Quay. Hello. Hai cái tàu. Hôn. Thôi. Hên quá không bị u đầu. Rồi.